Dạ, mít kho. Cái loại cái gì chị? Nấm rơm kho. Nấm rơm kho. Nấm rơm kho. Kêu đúng món mình thích luôn. Dạ, em thích nấm rơm. Dạ, rau kho thập cẩm. Hai dĩa giống nhau luôn hả chị? À. Wow. Đó, quý vị thấy cái quầy đồ món hấp dẫn không? Dĩa nào là dĩa nấy, quá đã luôn, dĩa nào cũng hấp dẫn hết. Khách vô quán mình hay ăn món chay nào nhất chị Phượng ha? Cũng nhiều món, nấm rơm, đậu hũ, thì căn đầy đủ tất cả món, các hương thức đầy đủ hết. Như món là mình cũng nấu thay đổi liên tục vậy chị hả? Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay thì mình quán mình nấu khoảng bao nhiêu món chị Phượng? Nhiều đây là nhiều món. À, nhiêu đây món hả? Dạ. Nhiêu đây là số mắt thấy sơ sơ cũng hai mấy món nha. Hai mấy món. Ngày chay thì mình nấu nhiều hơn hay sao chị? Đúng rồi, ngày chay mình nấu nhiều hơn. Nhiều món hơn luôn. Nhiều món. Dạ. Cải sao bấu quá chị ha. Dạ, giống cải sao bấu. Xin chào quý vị và các bạn. Sau bác rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình sáng thứ hai đầu tuần nha. Sáng hôm nay thì sau bác sẽ lại tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn những quán chay ngon ở Sài Gòn. Quý vị các bạn thân mến, vậy là ngày 16 và 17 của lễ hội ẩm thực thuần chay cũng đã khép lại rồi quý vị các bạn, với cái không khí rất là náo nhiệt, háo hức của các cô chú, các anh chị đến tham gia phiên lễ hội ẩm thực thuần chay diễn ra ở Sài Gòn. Số Max xin thông báo với quý vị các bạn, Sài Gòn mình chuẩn bị tổ chức một phiên lễ hội ẩm thực chay nữa diễn ra ở công viên gia đình để chào đón năm mới. Thì cô chú anh chị cố gắng xem theo dõi kênh và cập nhật cái tình hình mới nha. Xuân Mắc sẽ cố gắng bám sát và chia sẻ sớm nhất tới quý cô chú anh chị cái lễ hội ẩm thực chay diễn ra năm nay để chào đón năm 2024 nha quý vị các bạn nha. Rồi, trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Hiện tại Xuân Mắc đang có mặt ở địa chỉ số 198 189 8. Dạ chị đi rồi chị. 189 8 đường Cống Quỳnh. Ở đây là phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 nha. Ngay khúc ngã tư đường Cống Quỳnh giao với đường Bùi Thị Xuân luôn. Ở trung tâm quận nhất thì Xuân Mắc cũng đã quay rất là nhiều tập chia sẻ với quý vị các bạn về ẩm thực chay, nhưng mà đa phần là Xuân Mắc toàn quay vào nhà hàng chay là chính. Thì hôm nay là một quán chay rất là đặc biệt mà Xuân Bắc tình cờ phát hiện được. Và điều đặc biệt là quán chay ở đây nằm ngay trung tâm quận nhất luôn quý vị các bạn. Có lẽ là đây là quán chay đầu tiên ở trung tâm Sài Gòn mà Xuân Bắc hữu duyên biết được và chia sẻ với quý vị các bạn trong buổi sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay. Quán chay ngày hôm nay Xuân Bắc ghé thì có tên là quán chay Hoa Minh nha quý vị các bạn nha. Và mình đã có mặt ở ngay phía trước không gian quán chay Hoa Minh rồi. Phải nói là khi mà Xuân Bắc đến quán á, mình ấn tượng luôn với cái quầy món rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì Xuân Bắc mời quý vị và các bạn cùng mình vào trong quán cơm chay Hoa Minh để xem là một quán chay nằm ngay trung tâm quận nhất thì một phần ăn sẽ như thế nào và giá của một phần ăn sẽ ra sao quý vị các bạn nhé. Rồi, trước khi mà Xuân Bắc chia sẻ với quý vị các bạn về quán cơm chay Hoa Minh thì cô chú anh chị coi video, nếu mà thấy video của Xuân Bắc hữu ích thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho Xuân Bắc có thêm nhiều động lực hơn tiếp tục cái hành trình đi gieo duyên, chia sẻ ẩm thực chay đến cộng đồng với thông điệp ăn chay tốt cho sức khỏe là vàng. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn luôn yêu thương, ủng hộ kênh của Xuân Bắc nha. Rồi bây giờ thì mời cô chú anh chị cùng Xuân Bắc vào trong quán chay Hoa Minh để trải nghiệm ẩm thực chay sáng thứ hai đầu tuần nha. Rồi mình đi thôi. Vô gặp chị là chị đang đứng ở ngay cái quầy món rất là hấp dẫn luôn. Rồi quý vị các bạn thân mến, Xuân Bắc đang có mặt ở ngay phía trước quầy món của quán cơm chay Hoa Minh. À, cái quầy món phải nói là rất là ấn tượng quý vị các bạn ha. Hai chị cũng đang
chuẩn bị món để bán cho khách vào cái giấc trưa. Bây giờ là 10 giờ 30 rồi. Hơn 10 giờ 30 rồi. Số Mát sẽ tranh thủ vào quay cái quầy món cũng như là nhờ chị giới thiệu một quầy món chút xíu nha. Dạ em chào hai chị nha. Dạ. Dạ. Anh tên gì ta? Anh em tên Bắc. Dạ. Anh tên anh Bắc. Bắc. Dạ em tên Xuân Bắc. Dạ. Xuân chị Bắc. Ơi chị cho em biết tên chị ha. À, mình tên Phượng. Dạ chị Phượng. À, còn chị này có rồi đúng không? Chị này chị Quyền. À chị Quyền. Dạ. À, chị Phượng giới thiệu giùm em giờ giấc quán trai mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ chị? À 6 giờ. Khoảng 6 giờ tới 9 giờ tối. 6 giờ sáng. À, 6 giờ sáng 9 giờ tối. Dạ. Như một mình bán là trong tháng á, thì quán trai của mình có nghỉ ngày nào không chị? À quán trai mình lúc trước thì có nghỉ ngày 16 mùng 2 nhưng mà lúc này thì bán luôn bình thường mỗi ngày. À bán bình thường mỗi ngày luôn. Dạ. Coi như là mình bán xuyên suốt không nghỉ luôn chị ha. Dạ. Dạ. Rồi em nhờ chị giới thiệu giùm em nhờ chị Phượng giới thiệu giùm em những cái món chay ở trên quầy nha. Dạ. Cái này là bánh cái này là bánh giò. Bánh giò. Dạ. À, bánh giò, bánh chưng. Dạ, bánh giò, à, bánh chưng. Bánh tét, tết bánh thì tét. Có bánh giò, bánh chưng đặc tết, bánh tết. À dạ. Như một cái bánh giò này thì mình bán giá sao chị? 15.000. Bánh chưng cũng 15.000. À. Dạ. Rồi bánh tết như vậy thì bánh tết thì có là 1,2 kg, 1,1 kg thì dạ. Tùy theo giá mỗi năm. À. Nên là cũng ổn định giá, năm nào cũng vậy thôi, không có lên. Dạ. Dạ. Ở đây thì em thấy có hay heo quay với lại đùi gà. Dạ. Chị ha. Cái này là nấm. À. Nấm xào. Nấm đùi gà. Bột quay. Bột quay. À, đây bột quay. À, đây chị gọi là bột quay. Bột quay. Dạ. Ừ. Rồi, đây là đùi gà giả, đùi gà. Dạ. Cầm nước phát điện. Bán sáng giờ cũng hết rồi chị ha. Dạ, giờ này cũng giờ cơm trưa rồi cũng. Dạ, đây đồ món này có cà này. Đó, rồi dưa muối này. Cái nồi này là nồi gì chị ơi? Dạ cái đấy là cà ri. Dạ không sao, không sao, không sao. Cà ri, cái đó là cà ri nè. Nồi cà ri, dạ, cái quầy món hơi chật chút xíu. Nồi cà ri, chị có thể đảo cái nồi cà ri sơ qua giúp em một chút xíu, em quay được. Có trong này có khoai môn gì có ha? Khoai môn. Cà rốt. Cà rốt. À. Khoai tây. Dạ, khoai tây nữa. Dạ, đậu hũ kỳ. Đậu hũ luôn, đậu hũ kỳ luôn, dạ. Thơm quá. Dạ, yeah. Mình cứ nấu một nồi nhỏ vậy hết là mình này nấu đúng thêm rồi, hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. À. Hết lúc nào mình nấu thêm đó. Hết lúc nào nấu thêm lúc đó. Chà, chưa gì mình ghé quán cơm của chị là mình thấy có hú cụ kiệu rồi. Thấy không khí xuân sắp về rồi nha. Rồi, cái này là nấm bào ngư mình làm cái gì chị? À, xào, nấm bào ngư xào. À, nấm bào ngư xào. Nấm đông cô xào. Nấm đông cô xào luôn. Rồi, cái khay bên này là cái gì chị? Cái nào? Khay gốc đó, à, mình đó đi. Là mình có cả loại chiên, bột quay chiên, rồi à, cá. Chả giò chiên nữa nè. Chả giò, chả chén. À, cá kèo luôn. À, nhiều loại. Dạ. Rồi cái khay kế bên là cái gì chị? Đó là sườn kho, cá viên kho. À, sườn kho với lại cá viên kho. Còn cái chén này là cái gì chị ha? À, mắm chưng. À, dạ. Cho mình. Mắm chưng. Ồ, cái này chị, là có nước sốt là chị chan cái nước sốt đúng lên. Rồi, cái này cái à, nước sốt là mình chan nó có nước sốt cho nó. Chà, quầy món hấp dẫn quá quý vị ha. Thêm. Chà, thêm. Chà ơi, cái món mà mình thích nhất đây nè. Đó, cái khay mà mình thích nhất là khay nấm rơm. À. Nấm rơm kho chả. À, hình như em thấy có tiêu xanh nữa đúng không? Đúng rồi, có tiêu. À, dạ, có tiêu xanh luôn. Ôi ôi thơm quá. Dạ. Cái quầy món là ba người coi như là cứng ngắc luôn. Dạ. Ba người, hai người. Chị chan cái món đó món gì chị? Món này là xá xíu. À xá xíu. Sườn xá xíu ha. Rồi, xá xíu còn sườn là khác, sườn khác, xá xíu, thủ kho thơm. Dạ. Rồi cái cuộn này là cái gì chị? Cái đó là cái này này, cái dĩa này này. À, vịt quay tương. Dạ, trong đó mình có nấm mèo, kim châm, mà nấm tôm cua đầy đủ các loại nấm. À, coi như mình cột lại vậy chị ha. Đúng rồi, cái nên thử hợp lên thêm ăn giống trời như trời ơi, là hấp dẫn không? Chà. Thơm quá. Trời ơi, quá đã quý. Rồi cái bên là cái gì chị? Này mực sốt cà. À. Mực nhồi. Bị canh cột mực nhồi sốt cà. Đúng rồi, sốt cà là có nước sốt mình. À, sốt cà có nước sốt. Thì mình phải để lên cái nước sốt vô vậy. Và cho nước sốt lên thêm vậy đó. À. Như vậy có đủ là có nước sốt lên thêm. Coi như mình bán cho khách là mình chan lên chị ha. Đúng rồi. À. Không có để nhiều quá, nhiều khi nó nở ra nó không ngon. Ồ. Đó, mình phải để lên vậy. Món này món mới nha quý vị các bạn nha. Rồi cái miếng đậu hũ này là cái gì ở trong chị? Miếng xả.
Đậu hũ chiên xạ. Xạ mình cuốn ở trong hả? Dạ đây. Ồ hay vậy. Không, cái miếng em cái miếng bên này nè. Cái này nè chị. Cái này đậu nhân. Đậu hũ nhân sốt cà. À, đậu hũ nhân sốt cà. Dạ. Dạ. Có rau củ quả lắm rồi. Dạ, đậu hũ xả ớt nè. Rồi, cái này là cái gì chị đang đảo đó là bì căng xả. Bì căng xả. Bì căng xào xả. Dạ. Còn cái dế bên kia là đậu hũ ha. Dế này là cái bên căng thơm. Dạ. Cái này chả hấp. Chả hấp. Dạ. Chả hấp ăn giống như ăn cơm tấm vậy dạ, ha. Đúng rồi. Dạ, hấp dẫn quá. Dưa món này, khổ qua này. À, đậu hũ kho thơm này. Dạ, cá cơm. Bên này là cá cơm chiên giòn này. Rồi cái này là kho thập cẩm này. Dạ. Này rột bì căn này. Có cả mít nữa này quý vị các bạn. À, sườn chiên giòn. Dạ. Ồ, quán mình tự làm luôn. Dạ đúng rồi. Một hũ vậy thì giá sao chị? Dạ ở đây là gà mè nhà tự làm luôn. Gà mè nhà tự làm luôn. Dạ. Wow. Hũ của mình là 45 ngàn. À, hũ này là 45. 45. À. Hũ lớn hũ nhỏ. Hũ lớn là 80. Dạ. Dạ. Rồi cái này là chả chân nè. Đó. Gỏi nè. Gỏi nè. Dạ. Đó. Gỏi này gỏi gì chị ha? Gỏi chuối. Gỏi chuối, dạ. Gỏi chuối. Trời ơi, hấp dẫn. Gỏi hoa chuối. Gỏi hoa chuối. Dạ. Rồi, còn đây thì em thấy có cà pháo với củ kiệu thì bên này bán sao chị? Hủ kiệu đó là bao nhiêu? Hủ kiệu giá 65. Dạ đúng rồi. À, hủ kiệu 65. Dạ. Trời ơi, hủ kiệu hấp dẫn. Ôi đẹp quá. Dạ ơi, như cái bông luôn. Yeah. Hũ cà đấy là bao nhiêu hũ chị? 50, dạ, 50 ngàn hũ. Chà, hũ lớn là 60, dạ. Trời ơi, cái hũ của Kiều chị làm đẹp quá. Một cái bông luôn, bông hoa luôn. Quá đẹp. Rồi, khách vô chị ơi. Làm dĩa cơm cho anh khách luôn. Rồi, xem chị Quyền làm một dĩa cơm cho khách nha quý vị các bạn nha. Rồi xem chị làm dĩa cơm cho anh khách mới vô. Dĩa cơm ở đây mình bán như thế nào chị? Tùy theo món anh. À tùy theo món, còn mình thập cẩm thì bao nhiêu? Thập cẩm bình thường là 38 ngàn. Thập cẩm bình thường 38 ngàn. 40 ngàn. Dạ, 40, dạ. Tùy theo. Tùy theo. Nói chung là tùy theo khách. Dạ. Tùy theo khách ăn vậy hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ, chọn món thì tùy theo giá tiền. Dạ. Hôm nay mình có canh gì chị Quyền ha? À, nhà mình là ngày nào cũng có canh chua rong biển khổ qua. Canh chua rong biển khổ qua. Dạ. À, ba loại canh. Kèm theo canh rau hoặc là canh củ quả. À, coi như là bốn loại canh. Dạ. Dạ. Canh chua, canh rong biển, canh khổ qua. Còn nó canh canh rau nữa đó. Canh rau thì hai ba loại canh rau. Trời ơi, cái quầy món hấp dẫn quá. Mình đứng ở cái quầy món là mình muốn đứng mình quay hoài luôn quý vị các bạn. Cái quầy món hơi chật, mình đứng nó hơi khó quay. Xong chưa chị? Dạ, xong rồi. À, xong một dĩa cơm bình thường. Bình dạ. Cơm thập cẩm của mình là gì? Ừ, dạ. Đó là thập cẩm đó chị ha. Đó, hấp dẫn không quý vị các bạn? Trời ơi, nhìn dĩa hấp dĩa cơm thập cẩm làm Xuân Bắc đói bụng luôn. Dạ rồi, chị mang cho anh khách đi ạ. Hồi nãy đúng ra là Xuân Bắc quay được cái tô uống riêu á. Mà chị làm nhanh quá không kịp quay. Cái tô bún riêu chị làm mang ra cho khách hấp dẫn cực kỳ luôn quý vị các bạn. Hy vọng là chút xíu có khách ăn bún riêu để mình quay ha. Cái quầy cơm nhìn ngon quá, quầy món rất ngon. Hủ tiếu về chị, hủ tiếu về. À, ở đây đồ món rất nhiều nha quý vị các bạn. À, cái quầy món nó hơi chật cho nên Smart vô nó cũng hơi khó quay tí. Đây là cái không gian làm món nước của quán cơm chay Hoa Minh này quý vị các bạn. Đó, chị đang mở cái nồi nước. Cái nước này nước hầm rau củ hả chị? Đúng rồi. Dạ. Đây chị đang nấu một cái phần bún riêu cho khách này. Ở đây là bún khách vào gọi món mình mới nấu nước như này chị ha? Đúng rồi. À. Nấu từng phần. Dạ, nấu từng phần một. Rồi, chị cho topping vô dạ. Nha. Nước súp bún riêu thì phải có là rau củ với lại đường phèn. Dạ. Với lại nêm. Dạ. Nấm. Cái này là cái phần này là phần ốc đậu hay gì chị? Dạ đúng rồi, cái đậu hũ làm bằng đậu hũ. Dạ.
Wow, cái nồi nước hấp dẫn ha. Cái nồi nước lèo của món bún riêu chị đang nấu cho khách luôn. Ở đây thì chị đang trục bún này. Xem chị làm một tô bún riêu cho khách như thế nào nha. Rau nêm này chị cũng khách vào gọi chị mới cắt nè. Rồi sôi luôn rồi, nhanh quá. Cái topping của món bún riêu đâu chị ha? Mấy cái này là cái topping nguyên liệu đây đúng không? Dạ. Sa tế này, hành ba rô, mắm ruốc. Để đi vô trong cái bún riêu. Dạ. Cái nấm rơm này là mình cái này mình trần sơ xong trần sơ, mình dạ. Bỏ vô trong nước. Trong tô bún luôn. Đúng rồi, tô bún. À dạ. Nấm rơm, nấm bồng ngư. Nấm bồng ngư, nấm đông cô luôn. Chả lụa. Dạ. Đậu hũ. Dạ. Wow, hấp dẫn ha. Đây, nấm đông cô này. Đó, nấm bào ngư này. Nấm rơm này. Chị Phượng đang làm một cái tô hủ tiếu chay cho khách. À, mua mang về chị ha. Chị đang trụng hủ tiếu đúng không? Cái nồi nước hầm rau củ thơm quá. Một tô hủ tiếu mình bán giá sao chị Phượng ha? À, mình đem về thì 37.000. Dạ. Ăn tại chỗ thì là 35. À, ăn tại chỗ 35. Còn hồi nãy cái tô bún riêu nãy là cũng bằng giá luôn, dạ. Rồi để xem cái tô hủ tiếu khách mua mang về chị làm như thế nào nha. Cái đó hành ba rô vậy ha. Đúng rồi, ba rô phi với lại. Dạ, ba rô phi. Nước là mình để riêng vậy ha. Dạ. À, cái quầy topping cũng rất là sạch sẽ, ngăn nắp quý vị các bạn ha. Rau ra rau này, đó, nấm rơm ra nấm rơm ha. Cái này là cái nước dùng mình đem về. Dạ, mình cho topping vô trong nước dùng. Đó, nấm đông cô, nấm bào ngư, nấm rơm. Dạ, có nấm rơm là mình khoái. Rau ngò luôn, rau nêm. À, cái đó là canh khổ qua á chị ha. Canh khổ qua. Dạ. Có canh rong biển nữa. Ồ, cái bịch nước hấp dẫn chưa? Thơm phức à. Dạ, em đang không biết là cơm với món nước, món nào cũng hấp dẫn này, không biết ăn sao đây. Dạ. Chị lấy cái bao nè. Dạ rồi. Chị cứ tự nhiên, chị cứ tự nhiên, làm tự nhiên chị. Không gian trong này cũng mát mẻ quá vậy ha. Thoáng ghê. Dạ. Dạ, đây một phần mang về đây. Có muỗng đũa luôn, dạ. Đầy đủ luôn nha. Rồi, chị mang lên cho khách đi. Hai phần cơm cho khách nữa hả chị? Rồi coi chị Phượng làm cho khách nè. Mít. Mít kho. Dạ mít kho. Cái lại cái gì chị? Nấm rơm kho. Nấm rơm kho. Nấm rơm kho. Kêu đúng món mình thích luôn. Dạ em thích nấm rơm. Dạ rau kho thập cẩm. Hai vị giống nhau chị. Hai vị giống nhau luôn hả chị? À. Wow.
Đó, quý vị thấy cái quầy đồ món hấp dẫn không? Dĩa nào là dĩa nấy, quá đã luôn, dĩa nào cũng hấp dẫn hết. Khách vô quán mình hay ăn món chay nào nhất chị Phượng ha? Cũng gì món nấm rơm, đậu hũ, thì canh đầy đủ tất cả món, hết đầy đủ hết. Như món là mình cũng nấu thay đổi liên tục vậy chị hả? Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay thì mình quán mình nấu khoảng bao nhiêu món chị Phượng? Nhiêu đây là nhiêu món. À, nhiêu đây món hả? À. Dạ. Nhiêu đây là số mắt thấy sơ sơ cũng hai mấy món nha. À, hai mấy món. Ngày chay thì mình nấu nhiều hơn hay sao chị? Đúng rồi, ngày chay mình nấu nhiều hơn. Nhiều món hơn luôn. Nhiều món. Dạ. Yeah. Thế là căn đậu chiên tả này, qua đây là củ cải xào mà để cải xào bấu á chị ha. Củ cải xào. Dạ, giống cải xào bấu. Cải xào bấu ăn cơm cũng được này, ăn với cháo cũng được này. Đúng vậy. Rất là ngon luôn. Còn dưa. Cải chua. Dạ, dưa cải chua. Quá đã. Món chắc là mình sáng quán mình cũng chế biến làm từ đúng sớm rồi chị hả? Sáng sớm, đúng rồi, 5 giờ làm bếp mình bắt đầu phải làm. Dạ. 5 giờ sáng. Ngày chay thì mình làm cũng 4 giờ mình đó. Ngày chay sớm hơn nữa. Đúng rồi. Dạ. Rồi, đứng lùi ra đây cho chị Quyền vô nè. Đấy chị vô đi, hai chị thay nhau đi cho nó. Dạ, đúng rồi. Hai chị thay nhau cho nó. Rồi, chị Quyền làm hộp cơm ăn về. Chứ hai chị không đứng lúc được. Đứng lúc là số mắt phải đi ra ngoài. Đó. Dạ. Rồi, một hộp mang về. Ăn rau không à chị ha? Dạ. Rau không mà nhìn cũng hấp dẫn như vậy rồi đó. Quầy món sạch sẽ gọn gàng quý vị các bạn. Phải nói là rất là sạch sẽ luôn. Ở trên này còn những cái hộp đồ món đấy này. Đó. Đồ món ở đây quán cũng tự làm luôn ha. Có rong biển luôn này, rong biển sấy. Rồi Xuân Mắc đi khám phá sơ qua cái quầy món ăn nhẹ nha. Đây tạm gọi ăn nhẹ đi, ăn vặt đi. Đó. Bánh tráng này. Rồi cá cơm này. Đó, từng bịch một nha quý vị các bạn nha, sườn này. Rồi đây có các loại bánh ngọt đây này. Đó. Hấp dẫn không? Cô chú anh chị ghé ăn cơm thì nếu mà mình thích ăn các loại bánh này thì mình có thể mua ha. Bánh đậu xanh, bánh gì. Mình cũng không có hào mấy cái bánh này lắm. Rồi quay sơ cho cô chú anh chị tham khảo thôi ha. Nhiều loại lắm quý vị, có cả đậu phộng này. Đó. Rang tỏi, đậu phộng rang tỏi. Đó, có cơm cháy chay nữa nha. Cơm cháy chay nè. Có sư cô vô ăn cơm quý vị các bạn. Dạ, con chào sư cô. Dạ. Dạ, món nào nhìn cũng ngon cô ha. Dạ. Cô nhìn cái món là cô khen quá trời khen luôn. Cái nào ngon thì cô gọi cho cô biết luôn. Dạ. Cô ăn tùy chọn, món nào ngon là ưu tiên cho cô ha. Dạ. Phải nói là chị Quyền với chị Phượng hai chị bán cơm ở đây cũng rất là dễ thương quý vị các bạn. Đó, hai chị chia sẻ cũng rất là nhiệt tình luôn. À, ăn cơm mấy chị ơi. Khách mà quán bắt đầu đông nha, bây giờ cũng giờ trưa rồi mà. Đó. Để mình đứng lui lui ra đây cho hai chị bán cho khách nè. Khách đang đứng đông nha quý vị các bạn. Ăn cơm hay món rồi được. Cơm. Dạ. Rất là đậm luôn ha. Đặt món đi em ơi. Mà bún quế về chơi. Bèo, bọc quế. Bọc quế cho em thêm cái
canh ngọt nữa nha. Đông mình không dám vô luôn quý vị các bạn, vô vướng hai chị. Thôi cố gắng lên mà chút xíu nha. Đứng nép qua bên đây. Chị ơi, chị ăn cơm thì em làm luôn. Tập cẩm luôn hay sao? Em ra khỏi cái bích kho nha chị. Em ra khỏi cái bích kho. Dạ rồi, dạ rồi. Ba hộp về của em, có ăn không em? Chị có canh gì? Chị có canh gì? Canh cơm. Hai chị, hai anh cơm ở đây không hai chị? Đây hai chị gái dễ thương đã tới mua cơm, muốn mang về chị ha. À dạ. Cà ri chay. Dạ ăn cơm cô ơi. Dạ. Quầy món nhiều món hấp dẫn quá, khách vào cũng bị phân tâm giống như sân bắc luôn, không biết mang món nào. Rồi coi chị Phượng làm một hộp cơm này. À mới ra thêm cái rau xào vậy ha. Dạ cơm cẩm. Cơm cẩm là 40 hả chị? Dạ. 40 50 tùy. Tùy khách ăn gì ha. Còn cái này em học. Cho em một dĩa đi. Cái này trước nè. Cho em cải đi. Cải với lại cái gì cải bên kia, cái bên ngoài. Dạ. Cô hay ăn cơm ở đây không cô? Rồi cho em bắp, cái bắp chuối gì nè. Cô đang tập trung chọn món. À cô không có nghe. À dạ. Xe nó chạy lớn. Dạ. Rồi, khách đây ăn được à, đa phần khách quen. Rồi, lại lấm cơm kho nữa. Cơm cái là gì em? Lấy em đậu hũ. Đậu hũ thôi. Rồi, cái gì nữa không? Lấy em. Cái túi trong cơm á. Rong trong cốc. Dạ rồi. Cá cơm chiên dầu. Lấy rau luôn em. Của em có lấy rau không? Dạ có. Cái này là canh chua hả chị ha? Dạ. Canh chua cũng nấu nồi nhỏ này hết nấu tiếp. Dạ đúng rồi. Dạ ok. Dạ. Rồi cái nồi canh chua nhỏ xinh quý vị các bạn ha. À. Đây một nồi canh nữa hết rồi này. Quán cứ nấu nồi nhỏ nhỏ vậy đó, hết rồi này nấu thêm. Vào cái phần ăn sẵn vậy ha. Cái này hết rồi này nấu tiếp hả chị? Đúng rồi, ở đây mình đã hết là nấu tiếp cho nó nóng á. Dạ. Nó nóng nó mới. Ừ. Dạ. À, số bắt vô coi chị làm chút xíu quý vị các bạn đi tham quan tí ha. À, châm thêm nước canh cô ha. Dạ.
Quầy món rất là hấp dẫn luôn nha quý vị các bạn nha. Bên khu vực bên này là đồ hộp này. Đó. Đồ hộp. À, giống như ở đây tôi sẽ mắt thấy là có xúc xích nè quý vị các bạn. Đó. Có xúc xích nè. Cái đầu hộp này có xúc xích ở trên kia, cái này là cánh gà roti. Đó, quý vị có thể thấy nè. Cánh gà roti nè. Một đồ hộp ở đây thì một hộp là cho mắt thấy là như là 30 ngàn. Đó, 30 ha. Cánh gà roti nè quý vị. Trên này, trên quầy trên này rất là nhiều đồ hộp giống như là đồ món đóng gói ở đây luôn nha. Có cả mì gói chay nữa nè. Đó, mì gói chay. Thay vì Smart quay chia sẻ với quý vị các bạn thì mình cầm xuống như này mình quay ha. Mì chay, mì Ion gì nè. Đây này là xúc xích nè. Đó. Quay cho nó là lạ cái video đi chút xíu ha. Xúc xích sốt cà chay. Đó. Tại vì Smart đi quay có một mình thôi, chứ mà đi hai người á thì nó dễ quay hơn quý vị các bạn. Hai người thì dễ quay hơn. Cô chú anh chị nếu mà ghé quán cơm chay Hoa Minh á, ngay đường Cống Quỳnh á, 189 chị ha. Đây 189 xịt 8. 189 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Chinh, quận 1. Gần ngay ngã tư Cống Quỳnh. Gần ngay ngã tư Cống Quỳnh giao với Bùi Thị Xuân. Dạ. Khu này thì cũng chỉ có một quán cơm chay Hoa Minh ở đây thôi. Rất là dễ biết luôn, hỏi thăm cái biết liền. Chị có phụ gì không em? Phụ luôn cho. À. Dạ. Bánh tét, bánh chưng, bánh giò. Nè. Đây. Ở đây thì có cả bánh bánh chưng hồi nãy xong mắt có quay rồi nè. Sẵn quay lại ha. Bánh giò. Đó. Bánh giò cũng rất là bự ha, 15 ngàn nha quý vị các bạn. 15 ngàn một cái bánh giò như này. Rồi. Đó, bánh chưng. Gói rất là chất lượng không? Wow. Cô chú anh chị tới ăn cơm thì có thể mua ha. Tết thì có bánh bánh chưng đây này. Đó, ép chân không luôn nè. Đã không? Quá đã. Đi khám phá từ từ nha. Hôm nay mình đi vòng vòng mình quậy cái quầy món này chút xíu. Nó chứ một quán cơm chay ngay à, có thực phẩm đông lạnh luôn. Dạ. Yeah. À. Thực phẩm đông lạnh là mình đang để ở cái tủ mát bên kia đúng không? Chưa có bỏ vô. À dạ. Yeah. Hết hàng, chưa kịp bỏ. Bán chạy quá hết hàng. Cái này có một bịch rong biển kẹp hạt. Cái bịch này mình thấy cũng hấp dẫn này. Cái này Tết á. Tết mình mua về mình ăn mấy ngày Tết cũng được này. Đó. Thanh biển, rong biển kẹp hạt gì này. Dạ. Yeah. Cái này ăn cũng ngon lắm nha quý vị các bạn. Rong biển. Đó. Dạ. Yeah. Bánh hạt này. Đó, bánh hạt ngũ cốc. Bánh hạt ngũ cốc. Một quán chay cũng rất là nhiều món luôn nha quý vị các bạn. Giống như một cái bách hóa đồ món đó. Đó. Bánh bán đồ món hả? Mít sấy. Ăn cơm ngon mì không cô? Quá ngon cô ha. Quá ngon. Bánh mía. Thôi chứ nhiều món lắm nha quý vị các bạn. Quý vị các bạn đây nè, có hạt hạt nhân. Ở đây là hạt hạt nhân, một hũ như thế này là 135 này. Đó, hạt hạt nhân ha. Nhiều món lắm nha. Hạt dẻ. À, hạt dẻ cười, tên hay quá ha. Hạt dẻ cười, nó nứt ra nè. Nó nứt ra giống cái miệng cười á. Hấp dẫn không? À, hạt dẻ là 190 ngàn. À, một hũ như thế này. Đó, còn hạt hạt nhân đó là 135. Này 35 này. Này 90 này, 190 này. Rồi, có matcha nữa nha.
có hạt mắc ca nít vỏ, hạt mắc ca nít vỏ. Hũ này cũng 135 luôn. Rất là hấp dẫn ha. Thôi quý vị các bạn có muốn mua đồ tổng hợp bánh chưng, bánh giò, bánh tét gì đó có thể ghé tiệm cơm nha. Sẽ bắt quay sơ thôi. Bây giờ mình sẽ trở lại ngoài quầy, mình xem chị bán chút xíu nữa. Và mình sẽ thưởng thức luôn. Đang phân vân không biết là ăn bún riêu hay là ăn món nước hay là ăn cơm đúng vị các bạn. Một quán chay rất là hấp dẫn mà hôm nay Sô Bắc tình cờ và hữu duyên ghé qua quán để quay chia sẻ với quý vị. Cà chua chỉ cũng cắt cà chua tươi luôn ha. Cái phần đầu hũ ốc đậu đó bỏ vô nấu. Rồi chúng ta đứng lùi ra đây coi chị làm nha. Dạ. Cứ nấu từng phần vậy chị ha. Hay quá. Dạ. Dạ. Để xem khi một tô bún riêu chị làm xong sẽ như thế nào nha. Nãy chị gái nãy làm nhanh quá, xong mất chưa kịp quay. Bây giờ chị Phượng sẽ làm lại cho khách để mình chia sẻ với quý vị các bạn nha. Có khách vô ăn bún riêu nữa. Đó, cái phần này nó cũng đang sôi lên này nè quý vị các bạn ha. Rồi, ngón của mình đây. Dạ. Dạ, nấm màu ngư. Nấm đông cô luôn. Rồi chờ nước sôi là chan vô đi vậy ha. Rau nữa. Nước sôi luôn vậy ơ. À. Cho phải sôi lúc nữa. Cái màu nước đẹp không? Nấu làm cho riêu với cà nó chín lắm. Dạ. Chắc cũng sắp được á chị hả? À được luôn rồi. Rồi tắt bếp. Ồ thơm quá. Rồi tô bún riêu hình thành quý vị các bạn nha. Đó, thơm quá. Chị mua đi chị ơi. Cà chua này. Rồi rau này ha. Ớt này, chanh này. Đầy đủ. Rồi cho mang cho khách đi chị. Đây quán chay Hoa Minh còn có cả bánh bao nữa nha quý vị các bạn nha. Đó, một cái bánh bao chay cho khách này. Ủa, một cái bánh bao rất là bự luôn. Cái này bao nhiêu chị? 21.000. À 21.000 cái. Bánh bao đặc biệt luôn dạ. Nhìn hấp dẫn quá ha. Size lớn dạ. Dạ rồi.
chị đang bán cho khách. Đó, có bánh bao, à, bánh giò, bánh chưng, rất là hấp dẫn nha quý vị các bạn. Hai chị đang lưu vô bán cho khách rất là đông nha. Bây giờ là giờ cao điểm của quán chay Hoa Minh ở đây rồi. Chắc là Xuân Bí, Xuân Bắc nghĩ là mình sẽ nhờ chị làm cho mình một dĩa cơm thập cẩm, à, mình ăn luôn nha. Chứ giờ cũng đang đông, mình vào vướng hai chị quá. Đứng ở ngoài nè. Dạ. Cái quầy cơm chén dĩa cũng rất là sạch sẽ luôn quý vị các bạn ha. À, quán chay nằm ngay khu vực trung tâm như thế này thì chắc là cô chú anh chị cũng rất là nhiều người sẽ biết tới quán chay Hoa Minh ở đây. Thì hôm nay Xuân Bắc ghé để quay chia sẻ và giao duyên cho ai chưa biết thì mình hữu duyên mình sẽ ghé quán, có dịp mình sẽ ghé quán mình trải nghiệm đồ chay, thưởng thức đồ chay nha. Sẵn chị Phương làm cho em một dĩa thập cẩm luôn nha chị, cho em miếng nấm rơm kho kho dạ tiêu xanh. Mua đồ chay đồ ăn không anh chị? Mua đồ ăn với lại là đây. Có miếng cơm không? Có miếng cơm một chén cơm thôi. Thôi hôm nay mình ăn cơm đi, hôm sau mình sẽ ăn bún riêu với hủ tiếu. Cho chị nhiều món quá không biết ăn món nào. Dạ dạ, chén cơm thôi. Chén cơm hả? Có bịch đó hả? Quầy món rất là hấp dẫn nè. Một miếng mì canh thật ai ăn không chị? Vậy mì canh không? Cái canh mới bưng vô là chén gì? Rồi xong chén cho em rồi. Dạ đây một dĩa cơm của mình nha quý vị các bạn. Xuân Bắc mang bàn luôn nha. Cho em chén canh luôn nha chị. Đó dĩa cơm của mình. Cái nồi canh nè. Đó nồi canh mới vừa mình nấu thêm đó quý vị các bạn. Dạ anh ăn canh này được rồi. Mang ra bàn nha. Wow, đây là dĩa cơm thập cẩm của mình nha quý vị các bạn nha. Một dĩa cơm rất là chất lượng luôn. Quá đã. Còn đây là chén canh. Đây quý vị, wow. Canh nấm rơm. Nấm rơm với bí, bí xanh. Ngon quá. Thử miếng nha. Ngon quá quý vị. Nấm rơm kết hợp với bí xanh, ngon tuyệt vời. Ăn cơm nha. Ngon quá. Bột chay. Quá ngon. Cái bột nó thơm, nó dẻo. Bông cải trắng. Nó ngọt, nó giòn gì đâu luôn. Ngon quá. Khổ qua nhồi quý vị. Đã không? Khổ qua nhồi nha. Bên ngoài nó nhặn nhặn cái mùi khổ qua đặc trưng, à, bên trong đậu hũ nó thơm, nó béo, quá ngon. Nó rơm à. Anh vô miếng nấm rơm là nhất lầu số 1. Quá ngon. Nấm rơm ở đây là kho với em chả và tiêu xanh, cho nên nó có cái mùi tiêu xanh nó thơm. Ăn cơm không với nấm rơm được rồi. Quá ngon. Nấm đông cô. Nấm đông cô kho.
Dạ. Nấm rơm, quá trời nấm rơm. Ngon quá. Đây sẽ là một trong những quán chay. Quán chay chứ không phải nhà hàng chay như quý vị các bạn nha. Một trong những quán chay siêu hiếm, siêu ngon tại trung tâm quận nhất nha quý vị các bạn nha. Quán chay. Lần đầu tiên mà Xuân Bắc quay một quán chay ở ngay khu vực trung tâm như thế này. Ở trước giờ mình đa phần là mình liên hệ với nhà hàng chay, tìm một quán chay ở khu vực quận nhất như thế này cũng không phải dễ tìm nha quý vị các bạn. Hầu như rất là khó, hầu như không có luôn á. Đa phần là Xuân Bắc thấy là nhà hàng chay. Nhân đây thì Xuân Bắc cũng chia sẻ tới quý vị các bạn, thì mình cũng đã liên hệ được với nhà hàng chay Giác Ngộ, nhà hàng chay Giác Ngộ, và bên bộ phận chủ nhà hàng chay, anh chị chủ nhà hàng chay cũng đã đồng ý cho kênh của mình quay chia sẻ với quý vị các bạn nhà hàng chay Giác Ngộ. Nhà hàng chay Giác Ngộ thì Xuân Bắc cũng nhận được lời giới thiệu của cô chú anh chị khán giả coi trên kênh của mình. Có gợi ý để Xuân Bắc tới liên hệ với nhà hàng chay Giác Ngộ quay chia sẻ. Thì tới nay là Xuân Bắc cũng đã liên hệ được rồi, và nhà hàng cũng đã đồng ý cho Xuân Bắc vào quay. Thì quý vị các bạn chờ đón xem video vào ngày mai. Ngày mai Xuân Bắc sẽ quay nhà hàng chay Giác Ngộ nha. Có thể là ngày mai hoặc ngày mốt. Bên nhà hàng chay đang chọn cái ngày, thống nhất cái ngày để quay. Có nghĩa là sắp xếp về đầu bếp đó, để Xuân Bắc quay chia sẻ những cái món chay của nhà hàng nha. Cảm ơn cô chú anh chị xem trên kênh của mình cũng đã giới thiệu kênh, giới thiệu các quán chay cho Xuân Bắc có dịp qua quay chia sẻ. Còn có cô chú cũng bình luận giới thiệu cho mình quay nhà hàng chay của cố ca sĩ Phi Nhung, nhưng mà rất tiếc là mình liên hệ không được nhà hàng chay của cố ca sĩ Phi Nhung. Thì hy vọng là sẽ có tín hiệu tốt. Mình cũng đã liên hệ rồi nhưng mà chưa có thông tin. Thôi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái món của mình nha. Ăn cơm nóng. Nấm rơm nhiều, nấm rơm. Hạt cơm ở đây á, gạo rất là thơm, dẻo. Ăn cái hạt cơm á, nó không có cảm giác là nó nhão, mềm. Và nó cũng không có cảm giác nào quá khô, nó vừa ăn thơm dẻo. Quá ngon quý vị, rất lâu. Ngon quá. Trời ơi, giữa cơm có nấm rơm, canh cũng có nấm rơm, quá đã. Ngon tuyệt vời luôn. Cá cơm à. Đậm đà. Úi dồi, ngon quá. Đậu que, dưa leo, rau xào. Thank you.
một quán chay có vị trí nằm ngay khu vực trung tâm quận nhất, và một dĩa cơm chay phải nói là rất là ngon. Mà trưa hôm nay Smart có dịp trải nghiệm tại quán cơm chay Hoa Minh. Cô chú anh chị nếu mà có dịp ghé quận nhất thì có thể tới quán chay ở đây để thưởng thức nhé. Smart đọc lại địa chỉ, đó là số 138 đường Cống Quỳnh, ở đây là phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, gần ngay ngã tư Cống Quỳnh giao với Bùi Thị Xuân nha quý vị các bạn nha. Rồi cô chú anh chị có dịp thì ghé trải nghiệm, riêng Smart thì thấy cơm ở đây ăn rất là ngon miệng. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Quý vị các bạn theo dõi video mình chia sẻ tới giờ phút này, video cũng khá là dài rồi. Smart xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Nhân đây thì mình cũng thông báo tới quý cô chú anh chị theo dõi thường xuyên trên kênh của mình. Ở Sài Gòn mình hiện tại đang còn một Sài Gòn mình đang còn một lễ hội ẩm thực chay nữa, chào đón năm 2024 diễn ra tại công viên Gia Định vào ngày 12, 13 và 14 tháng 1 năm 2024 sắp tới nha quý vị các bạn nha. Thì cũng còn tầm khoảng một tháng thôi thì cái lễ hội ẩm thực chay sẽ diễn ra tại công viên Gia Định. Thì cô chú anh chị nhớ xem kênh thường xuyên để cập nhật những thông tin mới nhất, Smart sẽ cập nhật chia sẻ với quý vị khi mà lễ hội ẩm thực chay diễn ra nhé. Còn bây giờ thì Smart xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Ăn tiếp cái phần cơm cho xong, cho no bụng. Quá ngon. Ngon thiệt. Thêm canh không? Dạ cho em miếng nữa. Dạ cảm ơn chị. Chị thấy là em để trên bàn đâu em biết, trên kia kìa chị. Dạ cho em miếng đá luôn.